Đô, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại bên kèo bóng Văn Khánh của mình. Hôm qua đấy, Khánh đã lên cho anh em được một số chiếc trận đấu. Các cái trận đấu diễn ra thì anh em đã biết kết quả rồi. Mình sẽ xem lại cái những cái mã kèo mà hôm qua mình cho anh em đi. Thì hôm qua đấy, các trận đấu thì mình có cho anh em đi tài trận Facebook với Angbet này, tài 2.5, ăn 0.92 này. Tài 2.5 trận main 05 với Bochum này, ăn 0.95 này. Trận Inter Milan với Cremonese thì mình cho anh em đi Inter Milan chấp 1 và tài 2.5. Trận Atalanta thì mình đi tài 2.75. Như vậy thì chúng ta hòa một mã, thua một mã và ăn 3 mã anh em nhé. À, ngoài ra thì đấy là những cái mã mà mình đẩy cho những anh em bên ngoài thôi, tại vì anh em không có những mã thẻ và góc. Còn hôm qua thì đương nhiên trong những trận đấu đấy, bọn mình ăn những cái mã góc sẽ ngon hơn rất là nhiều anh em nhé, ăn cao và nó đảm bảo hơn đấy, nó tỷ lệ ăn cao hơn, chẳng tội gì là phải đi đánh những cái mã cược chấp cả. Bundesliga hôm qua thì full tài vậy thôi, thì chúng ta chỉ thua mỗi một trận là Uni Berlin đấy, còn lại là chúng ta hút full tài anh em nhé, cứ tài mà đi thôi, cứ tài mà diễn thôi. Trận là RB Leipzig đá trước thì mình trong một video trước thì mình có đấy cho anh em xem những cái mã kèo mình đi trong trận RB Leipzig này rồi, thì anh em có thể tìm và xem lại. Ngoài ra thì mình cũng đã lên cho anh em một số cái trận đấu của Serie A ngày hôm nay, những trận đấu rất là đáng chú ý như cả AC Milan, Sassuolo, Juventus, thầy Moza đấy, Leverkusen và Dortmund, thì anh em có thể tìm và xem lại. Hôm nay cũng vẫn còn khá là nhiều những trận đấu của Bundesliga, Köln và Schalke. Mình sẽ xem cái trận đấu này cho anh em, Köln và Schalke. Trận này có thể anh em có thể đi tài được anh em nhé, có thể đi tài được đấy. Đừng đi cho côn, anh em đi cho Sanker 04 giúp mình đấy, thì hai mã kèo mình gọi anh em có thể đi. Còn trận AC Milan với Sassuolo hay Juve Moza thì mình đã lên video rồi, anh em có thể xem và tham khảo. Còn nếu mà anh em muốn nhận được những cái mã kèo chốt Khánh trong những cái trận đấu đó thì anh em có thể liên hệ với Khánh qua Zalo cũng như Telegram. Thì hiện tại cái nhóm của mình nó đang gặp một chút vấn đề, nên là nếu anh em muốn vào nhóm thì hiện tại thì nó đang có một chút vấn đề nên anh em không thể vào được. Và cái nhóm mình còn một nhóm nữa, nó chỉ có 18 người thôi đấy, nhóm mã kèo tâm huyết của mình thì anh em đồng hành với mình khá là lâu rồi đấy. Có những anh em đồng hành mình 4-5 năm rồi thì mình sẽ cái nhóm đấy thì rất là nhiều anh em xin vào nhưng mà anh em thông cảm, vừa cũng có một số anh em xin vào nên anh em thông cảm, mình không thể cho anh em đấy vào trong nhóm đấy được. Cái nhóm vốn ít của mình thì nó đang có một chút vấn đề nên mình sẽ lập một nhóm mới để nếu anh em tìm đến thì mình vẫn sẽ đẩy lẻ cho anh em thôi đấy. Còn khi mà mình tụ tập mà tụ lại được các anh em cũ thì mình sẽ lập một cái nhóm mới anh em nhé. Quay trở lại cái video ngày hôm nay thì rạng sáng ngày 30 đấy, chúng ta sẽ có rất là nhiều những trận đấu đáng chú ý của La Liga, Serie A hay là League 1. La Liga chúng ta sẽ có trận đấu giữa Real Madrid và Real Sociedad, một trận đấu cực kỳ hay anh em nhé. Serie A, Lazio sẽ đá với Fiorentina và Napoli sẽ đá với lại Roma. Đấy, League 1 chúng ta có PSG này sẽ đá với Rim. Thì có lẽ là mình sẽ làm lượt cho anh em. Đấy. Đầu tiên nhưng mà mình làm trận Real này trước anh em nhé. Trận Real này mình nghĩ là sẽ rất đáng xem đấy. Thì đây anh em thể xem đây là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội. Đấy, bên phía của Real Madrid sẽ có thể đá với đội hình 4-3-3 và bên phía của Real Sociedad có thể đá với hình 4-3-1-2 anh em nhé. Anh em cũng biết rồi cái thành tích hiện tại của hai đội đây.
Barcelona đứng đầu, Real Madrid đứng thứ hai với 41 điểm và Real Sociedad đứng thứ ba với 38 điểm. Nếu mà thắng trận này thì Real Sociedad vẫn chưa thể cướp ngôi vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của Real Madrid được. Mặc dù đợt này Real Madrid cái phong độ rất là xuống anh em nhé. Đấy, 5 trận gần nhất thua 2, thua Villarreal ở trên sân nhà Villarreal này và thua Rayo Vallecano. Ngoài ra thì còn ở các cái đấu trường khác thì Real Madrid đấy anh em thể thấy hai trận thua này, thua Barcelona và thua Villarreal đây mình vừa nói với anh em rồi. Đấy, phong độ của bên phía của Real Sociedad thì không còn gì để nói rồi. Họ chỉ để thua mỗi Barcelona 1-0, 1-0 nhá, một dính một thẻ đỏ mà họ chỉ thua 1-0 thôi ở Coppa Italia. Phong độ và đối đầu mình sẽ xem qua xem có con hàng nào nổi bật thiếu không anh em nhé. Rồi bên phía của Real Sociedad sẽ xíu đi Mikel Merino anh em nhé, con hàng gần như là đáng chú ý nhất bên phía của Real Sociedad. Đây cũng là đang là con hàng kiến tạo số 1 bên phía của Real Sociedad luôn. Mình không biết là sẽ lấy ai để bù vào cái vị trí này. Kubo. Kubo thì hiện tại cái điểm số nó cũng bình thường, không quá cao. Umasakui thì thiếu mấy trận rồi. Kubo thì có cho mình được 3 bàn thắng rồi nhưng mà mình không tin tưởng con hàng này lắm. Đấy, mình vẫn tin tưởng con hàng Milano này hơn. Chúng ta sẽ thiếu ai nữa? David Silva thiếu này. Lại một con hàng thiếu sót cực kỳ lớn nữa bên phía của Real Sociedad. Đấy. Chúng ta còn lại ai? Chúng ta còn lại số 19. Và xem nào. Còn lại số 23 Mendes thôi. Đã là khó cho Real Sociedad trong trận này khi mà họ đã thiếu đi những con hàng gần như là tốt nhất của họ, nổi bật nhất. Mình không dám nói là tốt nhất nhưng là nổi bật nhất. Còn chỉ còn Mendes và số 19 này, Alexander Solot này thì lấy ai để điều phối bóng cho hai con hàng này ghi bàn đây? Còn bên phía của Real Madrid, chúng ta đón có sự trở lại của Benzema này, chúng ta có Juninho, chúng ta có Van Vander đấy, và chúng ta có Rodrigo. Với bộ tứ này thôi thì mình nghĩ là sẽ cực kỳ khó cho Real Sociedad trong trận đấu này. Mình đang có thiên hướng nhận định về cho Real Madrid anh em nhé. Thì kèo đây anh em để thấy nhà cái với mức chấp 0.75 thì đang là 50-50, cả hai đội đều có cơ hội. Tại vì dù sao Real Sociedad họ cũng đang có một cái phong độ cực kỳ ổn định. Đấy, cực kỳ ổn định anh em nhé. 5 trận gần nhất ở La Liga thì họ toàn thắng. Đấy. Trên khắp các đấu trường thì họ chỉ để thua Barcelona ăn một thẻ đỏ và họ chỉ để thua 1-0 thôi trên sân nhà của Barcelona. Thì anh em có thể hiểu là con hàng Real Sociedad này nó đá khỏe như thế nào. Mặc dù cái cúp Coppa của Italia thì chắc chắn là Barca sẽ không đẩy cái đội hình chính vào rồi. Nhưng dù sao cũng là trên sân nhà của Barca anh em nhé. Real Madrid và Sociedad. Mình nghĩ anh em nên đi những cái mã đầu tiên, đó là mã tài góc hiệp 1 và tài góc toàn trận anh em nhé. Hai đội sẽ đá cực kỳ sòng phẳng với nhau, đặc biệt là khi một đội có bàn thắng thì đội kia sẽ dâng lên tấn công rất là nhiều. Chúng ta những cái màn đáp trả lại nhau, chúng ta sẽ có cực kỳ nhiều góc. Anh em đi tài góc hiệp 1, 4 và tài góc toàn trận cho mình.
Đấy, thậm chí nếu mà hai đội đá cực kỳ bùng nổ, đấy nổ tài góc ở trong hiệp 1, ngay trong hiệp 1, tài góc chín ngay trong hiệp 1 chẳng hạn, thì anh em cứ rung mạnh góc cho mình. Cứ rung mạnh anh em nhé. Tiếp theo là các mã kèo cực chấp. Thực ra thì mình vẫn muốn đi về cái Real Madrid chấp 0.5 này hơn. Đấy, và mình đang nghĩ đến một cái kịch bản là một cái chiến thắng không gỡ cho Real Madrid. Đấy, chiến thắng không gỡ anh em nhé. Có nghĩa là chúng ta sẽ có ít bàn thắng trong trong trận đấu này. Nhưng mà tốt nhất là anh em có những mã kèo góc và thẻ rồi thì anh em chỉ nên đấy đánh cái kèo chấp Real Madrid chấp 0.5 này thôi. Còn thẻ thì anh em cũng đánh thẻ cho Real Sociedad giúp mình. Đấy, thẻ cho Real Sociedad. Anh em có thể đi nhẹ hiệp 1 và đi mạnh toàn trận anh em nhé. 6 lần gặp nhau gần nhất thì Real Sociedad có tới 16 thẻ vàng và một cái thẻ đỏ, thì anh em biết là nó đá như thế nào rồi. Ok, thì đấy là tất cả những cái mã kèo mà Khánh muốn chia sẻ đến cho anh em trong cái trận đấu giữa Real Madrid gặp Real Sociedad sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày mai anh em nhé. Nếu mà anh em muốn đồng hành cùng Khánh thì cứ nhắn tin trực tiếp với Khánh qua Zalo cũng như Telegram đã hiện ở trên màn hình anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.